Chiều nay mấy anh em mình xin chào cả nhà luôn nha. Hổm rày lâu quá mấy anh em mình không đi bẫy chuột cả nhà. Chiều nay mình Vinh Hiếu anh Thái tiếp tục ra cái vườn sau nhà anh Thái nè. Để mình đánh chuột nha. Ở đây cống nhâm cũng nhiều lắm cả nhà. Anh em mình chuẩn bị khoảng chừng mười mấy cái lồng với lại hôm nay rồi mà bắp cả nhà. Ở đó mày đây hả chị hai? Chị hai anh Thái nói ở đây có cống nhâm cũng nhiều lắm nè cả nhà. Ở đây mình đặt đây thử mấy cái nha. Chiều nay mấy anh em mình có khoảng 12 cái. 12 cái bẫy đủ đủ vốn anh heo. Cặp cái mé sông này bên kia có quán nhậu cả nhà, quán nhậu đồng quê đó. Mấy quán ở đây chứ mấy anh chị thành phố lên đây nhậu nhiều lắm cả nhà. Mát á. Chó ở đâu giữ thằng ôm trời, bày luôn. Chó này mà vô nhà là dí cắn hả chị? Banh đít luôn hả? Gỡ ông bên kia thôi. Ở ngoài đây người ta trồng khơm nhiều lắm cả nhà, vườn khơm luôn đó. Đó bên mày này dắt bên thiên luôn, khu vực này là dắt dữ lắm nha cả nhà. Anh em mình xâm nhập vườn bén để mình bẫy chuột. Thường mấy chuột công nhân này nó phái ăn phải mày lắm. Sáu cái hả? Qua bên kia mình đặt 6 cái nữa là 12 cái đủ rồi. Vô cà bá luôn. Ghe này đang sửa rồi cả nhà. Bị hư. Bữa nay không đi lưới cá hả chú? Dạ dạ. Còn mấy cái mấy anh em mình sẽ đặt khu vực đám mì này cả nhà. Mấy cái ghe lớn này người ta chở lưu ở dưới miền Tây, người ta chở lên đây người ta bán cả nhà. Cái khu vực khúc sông ngoài nhà anh Thái này nè, mấy ghe đậu rồi đó đó. À, mấy anh mấy chú là đi lưới cá rồi đó, lưới cá với đặt lương rồi. Cái khu vực xa xa ngoài mấy anh câu rồi đó đó là khu vực của sông Cái cả nhà, sông Sài Gòn á. Ở trong đây là mấy nhánh sông nhỏ. Ở chỗ khe nào ấm á, nó giữ hang được mình để vô. Mấy anh em mình nãy vừa đi bẫy chuột cả nhà, bẫy vừa xong á. Giờ anh em mình kiếm mớ mồi ở đây bãi đất trống ở chỗ này nè. Gần ngay đám phơi mì mình nướng mình ăn luôn. Đặng tối nay mình đi thăm bẫy cả nhà. Bữa nay đẹp trời ha. Không có mưa. Và đây không khí rất là mát mẻ đâu nha cả nhà. Cả cái đồng trống luôn. Phơi mì nó có cũ rồi anh Thái. Phơi mì nó cũ nhiều lắm rồi đó. Mà nãy chuột do đó nó ăn, nó môi ăn cũ nhiều á. Thấy nhiều không? Hả?
hen nhiều lắm, hen chuột nhiều lắm. Mấy anh em mình có mớ cá cả nhà, cá với ếch á, nãy đi chợ mua mấy con. Thì trong thời gian chờ đợi 27 thì mấy anh em mình nướng mình ăn luôn. Rồi ăn chơi nhúc gà cái máy đây kìa. Sợ mò rồi mua không sao, đủ nhúc thêm con gà đi. Như đây mò quá chừng rồi. Quên hay quên mua gạo quá ta. Chổng có gạo gì ta. Nè, cỏ bá chừng này bứt dài đọt lên quất cái gì đâu mà lo. Hả? Có gạo hết luôn rồi. Gạo hiếu diện đây nè, hái mấy đọt chùm bao đi thấy. Kiếm mấy gạo mương nữa kìa, gạo mương đằng kia kìa. Hái mấy đọt non mà ăn sống được bình thường gì đâu. Gạo mương được không? Gạo mương được, ăn sống được mà. Gạo mua nè. Thôi mua đang ngát ăn gì. Đó mấy đọt gạo mương đó. Mấy người anh theo? 6 con. 6 con hả? Chà, vô đây cũng đủ no. Cái cây gạo mương này cả nhà, nó mình bứt cái đọt non của nó mình nấu canh ăn cũng được nha. Ăn sống mà nấu canh cũng được hết á. Nhưng mà đặc biệt cái cây này á, mình phơi khô mà nấu nước uống á, nó tốt cho bao tử mình lắm á. Cái chạch này kìa, cái chạch gì anh theo? Lâu rồi. Chịch này chịch lắm, bùng chịch bùng hay gì mày quế hả? Ừ. Cái gì vậy? Cái chạch, cái chạch đủ đã. Đây là cái à? Cái ruột cá lóc á cả nhà, anh em mình tẩm với bạc mình nướng luôn. Bảy rồi ruột cá lóc thì nhức nách luôn. Công đoạn chuẩn bị sắp chín này, nướng nãy giờ còn ớt chưa nướng anh heo. Chín chưa này, chín chưa? Chín rồi. Chín đưa lên mình bỏ ếch làm nướng luôn. Nóng lắm thiếu rồi. Cái này là chưa biết gì chổng nha các bạn. Nó vui ra mới biết. Bốc khói luôn. Cái chạch này nướng là nó béo dữ lắm nè ha. Ừ, vậy đi. Quá xá mồi. No hả anh Thái? Nãy là chôm chôm cái no luôn hả? Muốn vàng muốn chín rồi đó. Thơm quá thơm mày. Mấy ngớt này xì nước luôn à. Chó bữa huấn luyện cho đi săn chuột luôn anh Thái. Chó này đang mung luôn trời, không có đấm tắn luôn á. Ừ, từ chân đến đầu đang khui. Sống luôn. Ủa thì nó sống đâu chết đâu. Em thấy chết rồi mà. Dạ chết rồi. Ờ chết rồi. Ờ chính anh Hiếu ơi, lên làm lai gai trước đi. Tối rồi. Chứ không thấy đường à. Có bình điện đâu anh ơi, giác. Anh ơi. Rồi vô chính là làm trước lai gai kia chút xíu nữa ếch chín là vừa. Có đứng gì con xíu à? Câu. Ngát hả? Câu. Cái tướng gà này mình em nghĩ mà ai có người yêu nên ăn tướng này nè. Tối đi chơi người yêu là hung cái là bỏ chạy tám dép. Giờ này chiều tối cả nhà ơi, gần 6 giờ rồi. Rồi, thôi chồng chơi, cuối ơi, từ từ đi. Không khức luôn. Cái này là tướng cá lóc với là ruột cá lóc cả nhà ơi. Mình nướng với bạc á. Này kêu chiều hoàng hôn hả? Chiều hoàng hôn, tiếng cả dùng xong. Bữa nay chủ gia mà cho ra ngoài bánh ghe nhậu nè. Ra bánh ghe cả nhà, đó bánh ghe đó. Thôi người ngốc ha. Bữa nay mình ăn cỏ bữa nha không? Gà mương đó. Cỏ gà mương nè. Ừ, thơm quá. Ngon quá. Nướng với bạc ngon lắm. Ừ. Bữa nay nhậu mồi cây nhà lá vườn mà vườn của người ta hả? Cái chạch nướng với lại cá lóc cả nhà ơi, tứng nha. Đúng rồi, thơm. Anh nên mời cả nhà ăn luôn nha. Thơm cả rồi. Mà chưa thấy tứng. Tứng nhóc hả?
Chị tướng là tướng rồi hả? Muốn tướng nào có tướng nấy à? Khỏi, cái đó khỏi chấm thôi. Mặn quá. Khỏi chấm mặn ai? Làm hay mua? Anh em. Này làm hay mua? Mình làm á chứ. Cái món này đâu? Đâu mà mặn con cá lóc mình bỏ, mình lấy cái trứng thôi à. Quá sáng mồi luôn cả nhà ơi. Cá không? Bữa nay chuột chưa có, chắc giờ này xỉn tước rồi. Chắc miếng chui. Một cái chui luôn. Cái này mới với ông mà. Đang thấy ông đâu? Bò xào cho anh thấy. Hả? Lấy gì mới gắp vô tạm miếng này, nó không cá này. Nè. Kỳ vậy? Tại vì cái xe lấy cái xe gắp. Sao đã không có ăn cá? Được nè, ăn nè. Quá xa đã cả nhà ơi. Giờ mấy anh em mình đi thăm thăm chuột nha. Giờ đừng bảy mấy tối rồi đó. Nửa đây rồi, còn nửa lại. Ừ. Đi thăm chuột mà đi cả Bình Đòn luôn ha. Hôm nay nắng quá, mấy có đi sớm không? Mấy. Giờ bảy mấy tối rồi. Hả? Không vô hả? Đâu có hạch kệ đầu chó sổ dữ anh heo. Nguyên luôn hả? Tết của bắp vậy. Bữa nay tối nay thăm chuột mà chưa kết quả cả nhà. Đi nãy giờ 3-4 cái mà chưa có dính con nào hết. Tớ cờ bắp hết luôn hả? Ờ. Bữa nay hẻo rồi. Thăm chuột không dính này. Câu cá nữa kìa. Nãy giờ có con nào chưa anh? Không thấy con gì hết à. Không thấy con gì hết trơn hả? Dạ, không thấy con gì hết. Con nào nó biết tiêu trơn. Cái ghe này bự quá anh Hiếu ha. Cơm hả? Cởi có dính cũng được rồi. Ừ. Dạ. 6-7 cái dính được có 1 con một hả? Quét hả? Rồi được rồi. Đập đứt đuôi luôn, đập đứt đuôi. Cơm bự ha. Cơm. Làm cái công nhâm mới đã. Hả? Bên gần lội suối luôn hả? Vô không? Quá xá rồi cả nhà. Ồ, cá mình chà bá luôn kìa. Quá đã rồi. Con này kìa. Cũng 7-8 lạng ha. Khù khù. Bích lòng luôn mà. Thợ lên cục đuôi này chứ. Quá sướng rồi. Quá xá. Bữa nay mấy anh em mình 7-12 cái. Dính được có 2 con cả nhà. Con chuột cơm bự với lại con cống nhâm bự. Giờ anh em mình nướng luôn. Đêm nay mấy anh em mình làm chuột vừa xong luôn cả nhà. Lấy nước xong mình rửa mình nướng mình ăn luôn. Chuột rồi. Dạ. Chuột nướng. Dạ.
chuột quá bự luôn hiểu không? Chuột hàng ký lô chứ cũng nhâm mà. Biết cái đùi vậy, đùi làm như đùi gà ha. Biết cái đùi quá xá. Đồng kia thăm đã. Chắc giờ nó đi liền bạn không? Giờ nó mới bò ra nè. Giờ làm lục lục. Mới có 7 giờ rồi. Giờ làm lục lục cái nó đâu. Để chúng nó mình tới. Vô vô anh hai. Vô. Chiều giờ làm anh em làm nhiều rồi. Mà chuột chưa chín tự nhiên lại đắng chi hạch hết là kỳ vậy. Lại đây ngồi đi. Chút xíu chín chị. Rồi, ăn nãy giờ quá chưa. Chín trình thôi. Này cũng muốn vàng rồi nè. Dân vàng. Chuột nước mồi là không có gì qua nữa. Thịt đã. Kilo nằm ngủ là đâu có nghe cảm luôn đâu. Cái này mưa lộn hết rồi. Ôm luôn rồi không? Cháy luôn rồi. Ôm luôn nè con. Lật cái bụng lên coi, lật bụng lên coi đẹp không? Trời đã. Thành quả tối nay được hai con vậy hả? Con khủng luôn á. Rồi đưa anh Hiếu cắt đi. Nóng lắm. Nóng lắm thấy gì chứ thấy gì đâu. Này là con heo đồng mà. Đó ấy mình nói vậy cắt cái đó thầu khói lên nha. Xịt khói luôn. Thành quả rồi chiều giờ. Mười mấy cái bẫy được hai con chuột. Đúng mức thiệt. Hay mà chuột thịt ngon lắm nha. Đó, rồi chiên ngựng cục luôn. Nhưng mà muối ớt này thiếu nè, đúng không? Đó, đủ muối ớt mà. Quá cá hả? Cá hả? Dễ gì hết. Bốc khói luôn à. Mặn chưa? Đó. Cho coi coi. Đủ rồi tự biết à. Ý mình nó xé là xé như vậy á, lấy kéo đã không? Cầm ra ha. Đó. Đúng rồi mới. Bốc khối luôn á chứ nói mới mà mới. Rớt kìa. Có ai hèm không? Có ai hèm không? Uống xong mà chờ xé xong rồi mới dám bốc rồi, bốc cũng cắt cái đầu cục ngón tay luôn á. Rồi vô. Hèm mình tặng cho Ly ha. Hèm á, hèm quá làm miếng bề thường coi chú Bảy á. Ôi. Cảm ơn. Đầy luôn á. Ngon. Hả, chuột này không ngon đâu. Nãy nghe nó ngon vậy thử. Cái này nóng mà ăn nhiều nóng bị quýnh máu cam chảy ra nóng. Này à, cái này nè. Thôi mà công anh nướng cho anh cái này đi. Công nướng đó, cái đó là công nướng đó. Gì vậy anh Thái? Ngon hả? Ngon. Gâm. Đúng rồi, kẹp vô miếng rau găm vô. Liệu hả? Đâu có đâu. Cắn thay ớt vô nữa. Xuống. Không ăn chuột chứ. Mới làm miếng xong rồi. Nhìn nhanh này nước nãy giờ ăn miếng vậy hả? Ủa, nãy giờ. Quất quất miếng này đủ đủ vốn. Làm cái đùi nữa đi. Đó. Đó là nửa ly. Vô ngay chỗ ấy chờ chỗ đèn chấm cho miếng muối rồi. Bắt để vô cái coi. Trời đất ơi ngon dữ trời. Làm cái tốt cái coi đó. Vậy vậy mà la nhậu không được ha? Rồi chấm vô luôn, chấm vô. Làm miếng muối rồi kẹp miếng rau găm vô nữa. Ừ. Rau găm vậy. Nè, chắn vô mấy cọng rau găm nữa cho nó mới đúng. Đó. Uống bài luôn hả? Xuống. Chuột đồng mà nước mọi kiểu này mới nhức nát á. Nước gấp gì vậy đâu ngon mà nước mọi đâu. Nước mọi là ngon nhất. Gắn cũng ngon bọt rồi. Chấm muối tiêu. Đó, thấy không? Tắn bọt luôn thấy không? Đó. Mẹ này chấm muối ớt rồi. Này, này là... Lá xét đi. Lá xét phải mày nướng hả? Tắt khói. Lá xét phơi mì nướng mà. Đây. Bữa nay bảy chuột khắc khu cả nhà. Được có hai con, mười mấy lòng mười hai con à. Thì tối đêm nay mấy anh em mình có clip tại đây nha cả nhà. Thì mong cả nhà đăng ký kênh ủng hộ cho anh em mình nha. Anh em mình chào tạm biệt luôn.
Rồi sáu bữa chào bạn luôn nha.